Đây là lông chuột baby, em gọi là chuột nhỏ hay chuột sữa. Chuột này mình mua về mình ăn xào xả ớt hoặc là nhúng lẩu ăn nguyên con. Đó. Về mình chỉ việc bốc cái ruột trong ra này, to tay tay bốc cái ruột trong ra rồi rửa qua nước muối và làm ăn thôi. Đấy. Dùng chuột baby nha, chuột nhỏ hay còn là chuột sữa, có loài nhỏ đây nữa, vừa con nhỏ nhỏ như thế này, loài to hơn. Vẫn là to đó. Rồi. Đó. Bỏ đồng muối đánh xếp lên xếp thôi. Đây em đang con kinh nhớt này. Vậy chứ là mệt khoản đông này. Phúc hồ.